hết rồi bay. Thằng có giúp lấy cho cái kiểu đời sống. Ừ. Tạm thế thôi đó. Ăn sát thì mình phong phú lên ảnh cái đứa đẹp phết ấy, đùa nó cứ thế hàng hóa nó ngổn ngộn này thích, dù sao mình cũng nhà phân phối thì cũng không phải là... nhìn hàng hóa nó nhiều thích đấy, nhìn ra quảng trường Hùng Vương. Có hộp xuân này vàng to quá nhỉ. Thằng Việt Nam thì nó chỉ thấy là bình thường thôi, nhưng thằng Tây nó cũng thích đấy. Thì vay tưởng tượng một cái nước ở châu Phi hoặc các nước ở rừng rậm Amazon chẳng hạn, đôi khi nó cũng muốn tìm hiểu Việt Nam.